Cường ca photographer, mình là người chia sẻ tại Học viện Khởi nghiệp Nhiếp ảnh Bold Academy. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn chủ đề có nên bỏ việc để theo nghề nhiếp ảnh. Thì tại sao lại có cái chủ đề này? Là bởi vì mình biết là hiện nay có rất nhiều anh em, đặc biệt là các bạn trẻ, rất là yêu thích nhiếp ảnh, và cũng có rất nhiều người đam mê nhiếp ảnh, cũng đã dành nhiều thời gian, công sức cũng như tiền bạc để nghiên cứu cái loại bộ môn nghệ thuật này. Và mình cũng biết rằng có nhiều người hiện tại đang đi làm công việc khác, tuy nhiên nhiếp ảnh lại là một niềm đam mê. Và trong đấy mình cũng biết là có rất nhiều người đang muốn là và cũng băn khoăn rất nhiều là có nên bỏ cái công việc hiện tại để theo đuổi cái đam mê của mình không. Bởi vì thực ra mà nói thì không có gì sung sướng bằng nếu như mình biến cái niềm đam mê thành công việc, mình có thể kiếm được cái nguồn thu nhập từ cái niềm đam mê đó. Thì như vậy mà mình làm việc mà mình cảm thấy sung sướng, mình sẽ không mệt mỏi, và mình cảm thấy là làm đi làm như là những cuộc phiêu lưu, những cái cuộc khám phá, để làm sao mà từ đấy càng ngày mình càng khám phá được nhiều hơn, chụp ra được, sáng tác được những cái bức ảnh đẹp hơn, mà nó lại là cái công việc mà của mình. Đấy, mình biết là với những cái niềm mong muốn đó, tuy nhiên kèm theo nó chắc chắn là một cái sự băn khoăn rất lớn. Đó là mình muốn thì muốn như thế, nhưng mà bắt đầu như thế nào đây? Nếu mà khi mình bỏ việc, mình dấn thân vào cái nghề này rồi lỡ mình không thành công thì sao? Khi đấy mình sẽ làm gì? Mình có quay trở về để làm lại được cái công việc cũ được hay không? Hay lúc đấy mình bơ vơ, mình lại phải bắt đầu lại cái công việc mới, thì khi đấy tốn rất nhiều thời gian và công sức. Đó. Tuy nhiên, nếu như mà mình thành công thì chắc chắn đó là một cái sự hạnh phúc rất là lớn dành cho những cái sự đánh đổi, những cái gì mình đã trả giá và những cái cố gắng của mình để theo đuổi cái niềm đam mê nhiếp ảnh này. Thì bây giờ với cái chủ đề này thì mình muốn phân tích thật kỹ và sâu một chút để làm sao cho những bạn đang muốn theo đuổi cái nghề này có được cái bức tranh toàn cảnh, có được cái nhìn sâu sắc hơn, để trước khi mà mình quyết định một cái vấn đề quan trọng như thế thì mình có cái nguồn thông tin để tham khảo, và mình rõ ràng mọi chuyện rồi thì khi đấy mình quyết định nó cũng sẽ dễ hơn, và mình có cái sự chuẩn bị. Nếu như mình quyết theo cái nghề nhiếp ảnh này thì cái sự chuẩn bị của mình nó cũng giúp cho mình có cái khả năng thành công nó cao hơn nha các bạn. Ok, thì để bắt đầu thì mình cần phải biết được rằng là tự mình hỏi mình có thực sự yêu thích cái môn nhiếp ảnh này không, hay nó chỉ là cái sở thích thoáng qua, mình có thực sự đam mê nó hay không. Khi mà mình bắt đầu tập tành chụp ảnh, hay là mình học hỏi, mình nghiên cứu, mình chụp xong mình về nhà mình ngồi mình thức đêm thức hôm mình làm Photoshop, mình có yêu quý hay không, thì liệu cái công việc này mình có thể gắn bó với nó suốt đời được hay không. Bởi vì nếu như mình lâu lâu mình mới làm, rảnh mình mới làm thì cái cảm giác nó khác. Còn nếu như ngày nào mình cũng làm như vậy, ngày này qua ngày khác, làm năm này qua năm khác mình cũng làm công việc này, thì liệu mình có còn yêu thích nữa hay không, thì các bạn cần phải trả lời. Nếu như mà mình thực sự chỉ là thoáng qua thôi thì hay là cưỡi ngựa xem hoa thì chắc chắn là không nên đi theo đuổi cái nghề này, bởi vì không có cái gì thành công mà dễ dàng cả, mà mình cũng chỉ thích hời hợt như vậy thì chắc chắn là mình sẽ không đi đến đâu. Ngược lại, nếu như bạn thực sự đam mê, thực sự yêu thích, thực sự muốn gắn bó, thì có lẽ cái nghề này chính là một cái niềm đam mê thực sự của bạn rồi. Thì như vậy, cái lý do mà cho bạn cái động lực để bạn cố gắng để theo đuổi nghề này, nó sẽ là một cái lý do lớn, nó đủ lớn để cho bạn có được những cái hành động táo bạo hay là những cái quyết định đúng đắn để mà bạn có thể dấn thân. Cái đầu tiên, đó là cái điều đầu tiên là cần phải xác định là bạn có đam mê thực sự hay không. Thì giả sử là bạn đam mê thực sự rồi nhé, thì cái bước tiếp theo thứ hai đó là bạn phải xác định được rằng làm cái nghề nhiếp ảnh, gọi là cái nghề nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp này nó sẽ như thế nào, cuộc sống của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nó sẽ ra sao, và cái công việc hàng ngày của một cái nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đó là làm những việc gì, họ sẽ phải làm được gì, làm như thế nào, làm bao lâu, để mình biết được rằng mình hiểu được cái công việc của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nó là như thế đó, thì liệu là nó có phù hợp với mình hay không. Thì mình có thể chia sẻ với các bạn là công việc của một người gọi là photographer chuyên nghiệp hiện nay nó là như thế nào. Thì đầu tiên đó là về mặt chuyên môn chắc chắn là phải không ngừng học hỏi, không ngừng rèn luyện nghiên cứu để làm sao càng ngày mình chụp càng đẹp hơn,
và càng ngày mình có những hình ảnh của mình nó mang lại giá trị nhiều hơn cả về giá trị nghệ thuật, giá trị thông tin, hay là giá trị lưu trữ, hay là giá trị cảm xúc rất nhiều. Mình phải rèn luyện liên tục, đại loại là không có điểm dừng. Ngày nào bạn còn làm cái nghề nhiếp ảnh này thì ngày đó bạn còn phải học tập, còn phải rèn luyện ha. Thì đó là cái yêu cầu đầu tiên về mặt chuyên môn. Cái thứ hai đó là bạn cũng phải, bởi vì cái nghề nhiếp ảnh nó mang cái tính chất là tự doanh là chính, có nghĩa là không phải như bạn đi làm công ty, có những người khác họ đi kiếm việc, kiếm hợp đồng rồi có sẵn công việc cho bạn làm, mà cái nghề nhiếp ảnh này bạn sẽ phải tự làm hết mọi chuyện. Bạn phải tự marketing, tự tiếp khách, tự tiếp cận khách hàng, rồi tự tư vấn, tự báo giá, rồi tự chốt hợp đồng, rồi tự thu tiền, rồi cũng phục vụ khách hàng, chụp ảnh cho khách, rồi hậu kỳ, rồi ra sản phẩm cho khách, tương tác với khách, chăm sóc khách hàng làm sao. Thì bạn sẽ phải là người làm tất cả. Bởi vì khi mới dấn thân vào nghề thì mình cũng biết chắc là hầu hết chúng ta sẽ không có tiền để mà thuê những người khác làm cho mình những cái việc đó. Và cũng một điều quan trọng là nếu như bản thân mình không tự làm thì mình cũng chẳng hiểu được khách hàng của mình là ai, không biết được khách hàng của mình có nhu cầu như thế nào để mà mình đáp ứng. Mà nếu như mình đã không biết, mình thuê người khác, mình giao người khác làm, thì họ cũng làm sao mà biết được để phục vụ khách hàng tốt được. Mà như vậy thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ không kinh doanh tốt được trong cái nghề này. Cái nghề này mặc dù là theo đuổi đam mê nhưng mà nó cũng có một phần, một gọi là một nửa là kinh doanh ở trong đấy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn phải đi tìm khách, vẫn phải đi kiếm khách để lấy tiền, có được cái doanh thu thì khi đấy chúng ta mới có cái thu nhập để chúng ta tiếp tục chúng ta làm nghề, đúng không? Cho nên là khi mà đã xác định theo cái nghề này thì bạn phải hiểu rằng ngoài cái yếu tố chuyên môn là bạn phải thường xuyên làm việc chụp ảnh, photoshop hậu kỳ các thứ, thì thông thường nhé, cái yếu tố chuyên môn đó nó sẽ chiếm khoảng 40%. Rồi thì bạn muốn cái công việc này nó phát triển, nó mang lại cho bạn một cái nguồn thu nhập tương xứng với những gì bạn bỏ ra, thì bạn sẽ phải bỏ ra khoảng 60% là cho marketing và sale. Bởi vì trong bất kỳ cái ngành nào cũng vậy, thông thường marketing và sale là sẽ chiếm cái tỷ lệ trung bình là 60%. Rồi còn cái công việc chuyên môn đại là công việc sản xuất chụp ảnh và photoshop, thì mình gọi là sản xuất, nó sản xuất ra hình ảnh, thì nó sẽ chiếm khoảng là 40%. Còn 60% nhớ nhá, là marketing, sale, chăm sóc khách hàng, tư vấn tương tác đủ thứ nha. Thì đó là công việc của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, và ngày nào bạn cũng sẽ phải làm như thế. Cho dù sau này bạn có team, bạn có đội ngũ, bạn có phân công rồi thì bạn cũng sẽ vẫn là người phụ trách chính, và cũng vẫn những công việc đó nó sẽ bám với bạn. Thì bạn hãy tưởng tượng thật rõ, thật kỹ, à đó là công việc nó như vậy đó, rồi cũng phải tốn tiền đi học, đầu tư máy móc, nâng cấp trang thiết bị thường xuyên. Đó là những cái giá mà mình phải trả, và nó sẽ bận liên tục, hầu như chẳng có lúc nào bạn rảnh cả. Thì mình chia sẻ một chút xíu về cái công việc của một photographer chuyên nghiệp, nó là như thế, để bạn biết được rằng nếu thực sự nó là như thế thì mình có còn yêu thích nó nữa hay không. Bởi vì hiện tại khi mà mọi người yêu thích chụp ảnh thì mình đi chụp những lúc nào rảnh rỗi thì mình chụp theo cái sở thích, mà mình vui mình chụp, không hôm nào không vui thì mình nghỉ. Bởi vì cái thời gian mình dành đến chụp ảnh nó không có nhiều, mình cái cảm giác của mình khi đấy nó thoải mái, nó khoan khoái lắm, mình chỉ làm vì đam mê thôi. Nhưng khi mình đã xác định làm chuyên nghiệp rồi thì đó là công việc, đó là làm để lấy tiền, khách hàng họ trả tiền cho mình thì mình phải phục vụ họ. Cho nên là cái tính chất công việc nó sẽ thay đổi 180 độ, nó sẽ hoàn toàn khác. Cho nên nếu mà mình chấp nhận được những áp lực đó, chấp nhận được những yêu cầu khách hàng của thị hiếu, thì mình mới nên tham gia làm cái nghề này. Bởi vì nó là thương mại mà, mình bán hàng thì đương nhiên khách hàng họ bỏ tiền ra thì họ phải hài lòng, họ mới bỏ tiền, chứ không có cái chuyện mà họ bỏ tiền ra nhưng mình muốn làm gì thì làm, mình làm theo ý mình, thì như vậy nó không, chắc chắn là không có, mà cũng chả ai mà khách hàng nào mà họ chịu được cái điều đấy nha. Rồi đó là cái yếu tố thứ hai là mình muốn chia sẻ là cái công việc của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nó là như thế đó. Rồi nếu như đến cái bước thứ hai này mà bạn vẫn còn muốn theo đuổi cái nghề này thì chứng tỏ là bạn cũng đã có những cái xác định nó chín chắn rồi. Thì bây giờ mình sẽ qua cái bước thứ ba. Bước thứ ba là xác định được cái vị trí hiện tại bạn đang ở đâu. Nghĩa là gì? Nghĩa là hiện nay mình đã biết chụp hay chưa, mình chụp đã đẹp hay chưa, liệu những cái sản phẩm hình ảnh của mình như thế này mà tung ra thị trường thì thị trường đã chấp nhận hay chưa, đã có khả năng mà kiếm được tiền từ cái những cái bộ ảnh của mình này hay chưa. Nếu chưa thì chứng tỏ là kỹ thuật của bạn chưa đạt, thì bạn cần phải có sự chuẩn bị, đó là học tập. Học tập, bạn sẽ phải học tập cả về chụp, cả về photoshop, cả về nghiên cứu tương tác với khách hàng, cả về các cái kỹ thuật ánh sáng các thứ,
bố cục làm sao để bạn có thể đạt được cái trình độ là chụp ra được những bộ ảnh mà thị trường họ chấp nhận và sẵn sàng trả tiền cho những bộ ảnh đó. Thì đó là cái bước mà bạn cần phải biết được là hiện tại vị trí của mình như thế nào. Cái nữa, bạn cũng cần phải xác định là hiện tại cái nguồn tài chính của mình nó đã có đủ chưa, đủ để theo đuổi nghề này hay chưa. Máy rồi thì là bởi vì khi mà mình đã theo đuổi nghề này nghĩa là mình đã bỏ việc cũ rồi, thì cái nguồn lương hàng tháng mình không còn nữa. Thì trong những cái thời gian đầu mà mình mới theo nghề nhiếp ảnh, chắc chắn là khách hàng chưa có hay là có rất ít, thì mình sẽ không có đủ cái thu nhập để trang trải cho cuộc sống. Thì lúc đấy bạn có cái đủ nguồn tài chính dự trữ để cho bạn sống trong những cái ngày tháng đó không? Rồi những khi mà mới gia nhập thị trường như vậy thì bạn cũng phải đầu tư rất nhiều, từ đầu tư về marketing online, xây dựng hệ thống online. Rồi có những người mà nếu làm mặt bằng thì còn tốn nhiều tiền nữa, thì bạn có đủ cái tiền đó hay không? Đó là cái sự chuẩn bị về mặt tài chính, chuyên môn nè, tài chính nè, đầu tư máy móc trang thiết bị nè. Bạn phải xác định được cái vị trí hiện tại của bạn là có đảm bảo đương được những cái việc đó không. Nếu mà chưa thì hãy tiếp tục cái công việc hiện tại để làm sao để dành tiền tích lũy cho đến khi mình đủ thì mình mở. Hoặc là mình có thể triển khai một cái phương án khác là hiện tại tôi chưa có nhiều lắm, nhưng mà tôi sẽ học về kỹ thuật trước để tôi chụp cho đạt được cái đó, rồi bắt đầu tôi đi tìm một cái người nào đó, một cái tiệm nào đó tôi theo, tôi làm cho họ, thì khi đó tôi vừa có cơ hội tôi rèn luyện, tôi vừa làm nghề và tôi vẫn có tiền, thì từ từ tôi ra mở tiệm riêng. Thì đó cũng là một cái chiến lược ha. Đại loại là mình phải xác định được cái vị trí của mình, rồi từ cái vị trí của mình mới đưa ra cái chiến lược để giúp mình đi đến cái mục tiêu cuối cùng là trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Thì dựa trên cái nguồn lực hiện tại mà mình sẽ tìm ra những cái chiến lược đi, những cái cách đánh khác nhau nhé. Rồi tiếp theo nữa là bạn phải xác định là bạn sẽ theo đuổi cái nghề nhiếp ảnh này cho đến khi nào. Giả sử như bạn chỉ xác định bạn làm vài năm thôi rồi bạn bỏ, thì theo như mình nghĩ là bạn không nên tham làm cái nghề này. Còn nếu bạn xác định bạn sẽ làm lâu dài, cho đến khi nào thị trường còn chấp nhận, cho đến khi nào bạn vẫn còn sức khỏe, bạn làm, bạn quyết tâm theo đuổi, thì khi đó bạn hãy tham gia nha. Rồi tiếp theo là bạn cần phải xác định những cái khó khăn bạn sẽ gặp phải. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà mình cứ đam mê, rồi mình có cái sự đại loại là sự chuẩn bị kỹ về mặt tài chính, nguồn lực các thứ, rồi mình dấn thân vào, mình chịu làm mà mình thành công, thì nó cũng không, thực sự là không có dễ như thế đâu. Mà bởi vì ở ngoài kia thị trường còn cũng có nhiều người giống mình lắm, họ cũng đam mê không kém gì mình, tiền bạc thậm chí họ còn nhiều hơn mình, kỹ thuật họ còn chụp đẹp hơn mình, mà thậm chí họ còn chụp cày hơn mình nữa, mà họ còn chưa chắc đã thành công. Bởi vì trên thị trường bây giờ, nhất là cái ngành nhiếp ảnh bây giờ, nó cạnh tranh rất là lớn, bởi vì cái số lượng người theo đuổi cái nghề này bây giờ nó nhiều lắm. Cho nên là đôi khi mọi người còn nói với nhau là nó đã bão hòa, hay là bây giờ cái tình trạng mà phá giá đạp giá rất chi là nhiều. Chính vì vậy mình không phải là mình cứ muốn là được, và vì vậy mình cần phải xác định những cái khó khăn mình sẽ gặp phải, để từ những cái khó khăn đó mình đưa ra có được cái sự chuẩn bị kỹ càng chu đáo, và mình đã có cái sự chuẩn bị cả về mặt tinh thần nữa, để khi cái khó khăn nó xảy đến thì mình sẵn sàng mình chiến đấu, không những chiến đấu ngày một, ngày hai, tháng này tháng kia, mà mình sẵn sàng chiến đấu năm này qua năm khác, ngày nào còn làm nghề thì còn chiến đấu. Mình phải xác định những cái khó khăn và cái tinh thần chiến đấu như thế, thì khi đấy mình mới có khả năng thành công, nhất là trong cái ngành mà nó cạnh tranh như nhiếp ảnh ha. Rồi cái bước thứ sáu là bạn cần phải xây dựng một cái lộ trình để thực hiện thực hóa cái ước mơ này. Cái lộ trình là như thế nào? Nghĩa là hôm nay tôi ở đây, tôi vẫn còn đang đi làm, vậy thì tôi sẽ cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị thêm về mặt tài chính, cần bao nhiêu thời gian để tôi sẽ chuẩn bị thêm về mặt chuyên môn, rồi cần bao nhiêu thời gian để tôi đi học về marketing, học về sale, học về các cái chiến lược bán hàng, chiến lược kinh doanh trong cái ngành nhiếp ảnh này, và khi mà tôi cần bao nhiêu thời gian để tôi có tiền tôi mua sắm trang thiết bị, và tôi cũng cần phải chụp bao nhiêu cái bộ ảnh để tôi làm một cái portfolio cho tôi. Bởi vì khi mình ra nhập thị trường mà mình không có những bộ ảnh mẫu, không có portfolio, thì rất khó để thuyết phục khách hàng tin tưởng mà họ book mình chụp. Đó, mình cần phải xác định rõ ràng mình cần thiếu những cái gì, rồi mình cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cái đó, rồi đến cái thời điểm nào thì mình sẽ nghỉ việc, và khi nghỉ việc đó mình cũng cần phải có sự chuẩn bị là một cái khoản tiền để cho mình sinh sống trong cái thời gian đầu mình chưa có khách hay là mình vắng khách đó. Và đến cái xác định là đến cái thời điểm nào thì mình sẽ có được cái nguồn thu nhập mà mình có thể đủ được sống với nghề, rồi đến cái giai đoạn nào mình có thể dư
để mình lại tái đầu tư, rồi mình lại có để dành tích lũy cho tương lai. Đó, mình cần phải có lộ trình rất rõ ràng, ngày nào làm cái gì à, ngày thì không không đến nỗi, nhưng mà thời điểm nào làm gì, đến cái mốc nào phải đạt được cái gì, à, rồi à, để đến khi nào thì đạt được cái mục đích của mình đề ra. Và khi đã xây dựng cái lộ trình như thế thì có một điều chắc chắn là nếu bạn thiếu cái điều này thì bạn không thể làm được, cho dù từ đầu đến giờ mình nói cái vấn đề gì bạn cũng ok hết, bạn cũng làm được hết, nhưng đến cái bước này mà bạn thiếu cái này chắc chắn là bạn không làm được. Đó là cái sự kỷ luật và bền bỉ. Bạn phải kỷ luật với bản thân mình để chắc chắn là tôi đã không đưa ra mục tiêu thì thôi, nhưng tôi đã làm là tôi sẽ làm cho tới cùng. Tôi đã không xuất phát thì thôi, nhưng một khi đã xuất phát thì tôi sẽ phải có trách nhiệm về đích. Đó, và mình có cái sự bền bỉ để chống chọi với những khó khăn, bền bỉ để chống chọi với những thách thức, nó sẽ gặp phải những cái đủ thứ nó ngáng đường mình ở trong cái con đường mình đi. Mình phải xác định là mình sẽ vượt qua, cho dù có thế nào đi nữa thì nhiệm vụ của tôi đi là đi, không có cái chuyện dừng, ngã chỗ nào tôi đứng dậy chỗ đó, để làm sao mục tiêu của tôi là tối thượng, làm sao để cuối cùng đến cái thời điểm mà tôi xác định là 3 năm, 2 năm chẳng hạn, tôi sẽ đạt được, tôi sẽ làm một cái nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và tôi sẽ sống được với nghề ở cái thời điểm đó. Thì như vậy mình quyết tâm mình làm ha, cái đó là cái ý chí sắt đá và cái sự bền bỉ đấy thì vô cùng quan trọng. Thiếu cái này thì không thể làm được, bởi vì cái gì cũng có thể tiền nhiều, nhưng nếu không bền bỉ, không kiên trì, chắc chắn cũng sẽ ngã ngựa giữa đường. Bởi vì ở ngoài kia trên thị trường nó nhiều khó khăn lắm, đủ thứ nó vùi dập vào mình mà không cố gắng, mình mà không thực sự mà quyết tâm, mình không vượt qua được đâu. Cho nên là mình nói cái này không phải là khiến các bạn nhụt chí hay là để dọa dẫm gì, mà điều mình chỉ muốn là các bạn hãy biết trước là nó sẽ có những cái việc như thế, để mình có được cái sự chuẩn bị, nhất là chuẩn bị về mặt tâm lý, rồi chuẩn bị về mặt vật chất, nguồn lực nữa, để giúp mình vượt qua, gia tăng cái khả năng thành công của mình nó cao hơn nha. Cái này là nói xuất phát là từ cái mong muốn, không gì ngoài cái mong muốn là giúp cho các bạn là thành công trên cái con đường mà thực hiện cái niềm đam mê của mình nhá. Rồi tiếp theo nữa là hãy tìm một người thầy, ba người thì tốt, còn không được ba thì ít nhất phải được một. Bạn phải có thầy về chuyên môn, thầy về kinh doanh trong cái thị trường này, rồi thầy sẽ là người mà động viên bạn, theo dõi cái lộ trình của bạn, giúp bạn vượt qua những cái khó khăn, tư vấn cho bạn cái con đường đi, những cái định hướng chính xác. Bởi vì cái vlog này của mình chỉ chia sẻ cho bạn cái định hướng, những cái mà bạn gặp phải tổng quát thôi, còn khi mình bắt đầu vào thực tế nó quá nhiều những cái vấn đề thực tế nó xảy ra, những cái chi tiết nó sẽ không thể nào mà cái vlog này nó bao quát hết được. Thì khi đấy những cái trường hợp thực tế đó bạn sẽ phải tự mình vượt qua, và nếu có thầy giúp đỡ bạn hoặc là mentor cho bạn thì cái đó là điều tuyệt vời nhất, và chắc chắn đó là con đường nhanh nhất để giúp bạn mà đạt được mục đích của mình. Thì khi mà lựa chọn thầy thì cũng hãy lưu ý, hãy chọn cái người nào mà bạn mà cảm thấy là bạn thấy được là họ đã thành công, nhất là trong cái lĩnh vực nhiếp ảnh này, trong cái thể loại nhiếp ảnh mà bạn đang theo đuổi và bạn muốn được giống như người ta, thì hãy tìm những người như vậy. Đương nhiên cái người mà sẵn sàng dạy cho bạn thì không phải ai cũng sẵn sàng đâu, mình biết là ít, nhưng mà nếu bạn có lòng quyết tâm bạn tìm thì thế nào bạn cũng sẽ gặp nha. Cái này chúc bạn may mắn sẽ sớm được tìm được người mentor cho mình. Ngoài ra bạn cũng có thể xem những cái vlog, theo dõi cái kênh vlog mà khởi nghiệp nhiếp ảnh này của Bon Academy, bởi vì trên đây mình chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình khởi nghiệp nhiếp ảnh của mình, những cái khó khăn mình gặp phải, những cái gì mình cần làm, những cái đâu là những cái mà giúp cho mình trở nên chuyên nghiệp, giúp cho mình dễ dàng mà có thể đi được trên cái con đường này hơn, rồi các cách để tìm kiếm khách hàng, các cách marketing, rồi làm sao để chiến lược cạnh tranh, chống phá giá làm sao, thì trên kênh vlog này mình đều chia sẻ hết. Bạn có thể coi như đây là một cái nguồn tham khảo online để bạn hãy vào bạn xem, để trong cái quá trình thực hiện gặp cái khó khăn nào thì bạn coi, thì bạn có thể tìm ra được cho mình những ý tưởng hay là những cái hướng đi để giúp mình vượt qua nhé. Ngoài ra bạn cũng thể vào cái trang web là bon.vn. ở trang này mình cũng có rất nhiều bài viết tư vấn về, cũng là vấn đề kinh doanh trong nhiếp ảnh, rồi khởi nghiệp nhiếp ảnh cũng rất là nhiều ha. Đấy, bạn có thể theo dõi hai kênh này. Nếu như trong trường hợp mà ở trên thị trường, ở ngoài đời bạn không tìm được cái người thầy nào hướng dẫn bạn, thì hãy coi hai kênh này là hai người bạn đồng hành để cùng bạn thực hiện cái ước mơ nhiếp ảnh này nhé. Rồi một cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ đó là hãy chuẩn bị càng kỹ càng tốt. Khi mà mình ra trận thì 80% nó nằm ở khâu chuẩn bị, còn 20% nó mới là nằm ở khâu ra trận. Nếu bạn chuẩn bị kỹ rồi, càng kỹ càng rồi, thì khi ra trận cái khả năng nó thành công nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Nhất bạn có thể để ý trong những trận bóng đá chẳng hạn,
thì cái việc mà chuẩn bị người ta rèn quân luyện quân hàng mấy tháng trời mà khi đó chỉ đấu có một trận thôi, cái thời gian chuẩn bị ấy, nó chiếm đến 80%, còn thời gian thi đấu nhiều khi chỉ có 2% hoặc là cũng ít hơn đó. Cho nên là cái chuẩn bị nó cực kỳ quan trọng. Và trên cái hành trình này nó có thể là dài thì bạn hãy nhớ rằng đường dài vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân, đó là câu nói của Lão Tử. Cho dù cái đường dài nó có xa như thế nào nhưng hãy bước cái bước đầu tiên bằng cái việc chuẩn bị, bằng cái việc xác định cái định hướng đó ra, thì chắc chắn mình tin bạn cứ kiên trì bạn bước, sóng gió mưa bão vẫn cứ bước, thì chắc chắn mình tin là sẽ có ngày bạn sẽ đến đích. Thực sự cũng có nhiều người trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rồi, nó không quá khó khăn đâu, nó cũng không có nằm ngoài tầm với đâu, chỉ cần bạn quyết tâm thì tất cả nằm trong tầm tay của bạn nha. Hãy cho mình một like cho cái video này nếu như bạn cảm thấy video này có gì ý nghĩa với bạn. Rồi nếu như bạn có những câu hỏi, những thắc mắc gì thêm thì hãy gửi cho mình sẽ trả lời bạn. Bạn có thể gửi cho mình bằng một trong ba cách. Cách thứ nhất là comment trực tiếp ở dưới cái video này. Cách thứ hai là gửi qua email cuongbon@gmail.com. Cách thứ ba là inbox tại địa chỉ Facebook của mình là Nguyễn Kiên Cường. Tất cả những cái địa chỉ đó mình đều có link ở dưới phần mô tả của video này. Nếu bạn chưa đăng ký hãy nhớ đăng ký cái kênh này nha. Chúc bạn sớm thực hiện được ước mơ của mình. Xin chào.